Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài bảng chia 2 trang 20 và 21 Toán lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Chúng ta hãy quan sát phần khởi động. Chúng ta nhìn thấy ở đây, các bạn đang chơi với các tấm bìa và các bạn đố nhau các phép tính, đúng không nào? Chúng ta hãy quan sát ở đây, mỗi tấm bìa thì có 2 chấm tròn. Và ở đây có 4 tấm bìa như vậy. Vậy cô sẽ có bài toán như sau. Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi 4 tấm bìa như vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Muốn biết 4 tấm bìa như vậy có bao nhiêu chấm tròn, ta sẽ lấy số chấm tròn ở một tấm bìa nhân với số tấm bìa. Vậy ta có là 2 x 4. 2 x 4 sẽ bằng 8. Tiếp theo, chúng ta đã biết là có tất cả là 8 tấm bìa, 8 chấm tròn rồi đúng không? Bây giờ cô lại có một bài toán nữa như sau. Có tất cả 8 chấm tròn. Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Vậy có tất cả bao nhiêu tấm bìa như vậy? À, muốn biết là có tất cả bao nhiêu tấm bìa, chúng ta sẽ lấy tổng số chấm tròn chia cho số tấm chấm tròn ở một tấm bìa thì sẽ ra số tấm bìa. Như vậy ta sẽ lấy tổng số chấm tròn là 8. Ta chia cho số chấm tròn ở một tấm bìa là 2, đúng không? Vậy ta có là 8 chia cho 2. Vậy sẽ được là 4 tấm bìa như vậy. Đúng không? Vậy ta sẽ có phép chia là 8 chia 2 bằng 4. Bây giờ ta quan sát hai phép tính nhân và chia này. Có điểm gì liên quan đến nhau không? Ta có 2 x 4 thì bằng 8. Đây là phép nhân 2, đúng không? Phép nhân 2 trong bảng nhân 2. 2 x 4 bằng 8. Cô sẽ viết từ phép nhân này, cô viết được phép chia cho 2. Cô là cái tích này, đúng không? 2 là thừa số, 4 là thừa số, 8 là tích. Cô lấy tích chia cho thừa số 2 thì được thừa số còn lại là 4. 8 chia 2 bằng 4 chính là lấy tích của phép nhân đó chia cho thừa số 2 thì được thừa số 4. Như vậy từ một phép nhân 2 cô sẽ viết được thành một phép chia 2 tương ứng. Như vậy trong bài học hôm nay chúng ta sẽ lập bảng chia 2 dựa vào bảng nhân 2 đã học. Chúng ta sẽ có bảng nhân 2. Đấy. Chúng ta sẽ dựa vào bảng nhân 2 này để chúng ta viết bảng, lập thành bảng chia 2. Mỗi một phép nhân 2 chúng ta sẽ viết được một phép chia 2 tương ứng. Ví dụ ở đây, lúc nãy chúng ta vừa mới có phép tính là 2 x 4 bằng 8 thì chúng ta sẽ có phép tính chia 2 đó là 8 chia 2, đúng không? Bằng 4. Bây giờ phép tính đầu tiên là 2 x 1 bằng 2. Ta sẽ lấy tích là 2 chia cho thừa số 2, đúng không? Chính là phép chia cho 2, ta chia cho 2 sẽ bằng thừa số còn lại là 1. Như vậy 2 chia 2 sẽ bằng 1. Tương tự như vậy, ta lấy tích là 4, đúng không? Ta chia cho 2 sẽ bằng thừa số còn lại là 2. Như vậy 4 chia 2 sẽ bằng 2. Tiếp theo từ phép nhân là 2 x 3 bằng 6. Ta sẽ có phép chia 2 đó là 6 chia 2 bằng 3. Từ phép nhân 2 x 5 bằng 10, ta sẽ có phép chia cho 2 đó là 10 chia 2 bằng 5. Từ phép nhân 2 x 6 bằng 12, chúng ta cũng có phép chia cho 2 đó là 12 chia 2 bằng 6. Từ phép nhân 2 x 7 bằng 14, ta cũng có phép chia 2 là 14 chia 2 bằng 7. Từ phép nhân 8 x 2 bằng 16, chúng ta cũng có phép chia cho 2 đó là 16 chia 2 bằng 8.
Phép nhân 2 nhân 9 bằng 18. Ta cũng có phép chia tương ứng. Phép chia cho 2 tương ứng đó là 18 chia 2 bằng 9. Và phép chia cuối cùng, phép nhân cuối cùng là 2 nhân 10 bằng 20. Chúng ta viết được một phép chia 2 tương ứng đó là 20 chia 2 sẽ bằng 10. Như vậy là chúng ta vừa lập được bảng chia 2. Đây chính là bảng chia 2. Như vậy chúng ta vừa lập được bảng chia 2. Đây chính là bảng chia 2 trong sách giáo khoa. Ta sẽ đọc bảng chia 2 một lần. 2 chia 2 bằng 1. 4 chia 2 bằng 2. 6 chia 2 bằng 3. 8 chia 2 bằng 4. 10 chia 2 bằng 5. 12 chia 2 bằng 6. 14 chia 2 bằng 7. 16 chia 2 bằng 8. 18 chia 2 bằng 9. 20 chia 2 bằng 10. Chúng ta hãy nhận xét cho cô các số bị chia. Nhận xét cho cô các số đầu tiên, đúng không? Trong cái bảng chia này. Các số đầu tiên trong bảng chia này chính là các tích lần lượt, các tích ở trong bảng nhân 2. Còn cái số thứ hai ở trong cái bảng chia này đều là bằng 2, đúng không? Đều chia cho 2. Và kết quả thì bắt đầu từ 1 cho đến 10. Chúng ta cần học thuộc bảng chia để khi chúng ta thực hiện phép tính, chúng ta tính nhẩm dựa vào bảng chia này. Chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập thực hành. Bài tập 1. Tính nhẩm. Ta có 4 chia 2. Tính nhẩm ta sẽ dựa vào bảng chia 2 để ta làm. 4 chia 2 bằng 2. 6 chia 2 bằng 3. 12 chia 2 bằng 6. 14 chia 2 bằng 7. 16 chia 2 bằng 8. 10 chia 2 bằng 5. 18 chia 2 bằng 9. 2 chia 2 bằng 1. 20 chia 2 bằng 10. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Bài 2 là tính theo mẫu. Bài 2 tính theo mẫu. Ta có mẫu 8 lít chia 2. Ta lấy 8 chia 2 bằng 4. Như vậy 8 lít chia 2 bằng 4 lít. 10 kg chia 2 sẽ bằng, ta lấy 10 chia 2 bằng 5. Như vậy 10kg chia 2 bằng 5kg. 14kg chia 2 bằng 14 chia 2 bằng 7.
Như vậy 14 kg chia 2 sẽ bằng 7 kg. 18 cm chia 2 bằng 18 chia 2 bằng 9. Như vậy 18 cm chia 2 sẽ bằng 9 cm. 20 dm chia 2 bằng 20 chia 2 bằng 10. Như vậy 20 dm chia 2 sẽ bằng 10 dm. Tiếp theo 16 lít chia 2 16 chia 2 bằng 8. Vậy 16 lít chia 2 bằng 8 lít. 12 lít chia 2. 12 chia 2 bằng 6. Vậy 12 lít chia 2 bằng 6 lít. Tiếp theo chúng ta làm bài 3. Bài 3 trang 21. Bài 3 là tính nhẩm. Hai nhân ba bằng 6. 6 chia 2 bằng 3. 6 chia 3 bằng 2. 12 nhân 6 2 nhân 6 bằng 12. 12 chia 2 bằng 6. 12 chia 6 bằng 2. 2 nhân 9 bằng 18. 18 chia 2 bằng 9. 18 chia 9 bằng 2. 2. Ở bài 3 chúng ta sẽ quan sát cho cô cái cột thứ nhất. Này. Cột thứ nhất. Ta có các phép tính là 2 nhân 3 bằng 6. 6 chia 2 bằng 3. 6 chia 3 bằng 2. Ta thấy 6 ở đây chính là tích ở cái phép nhân là 2 nhân 3, đúng không? Và 2 và 3, đây, 2 và 3 chính là các thừa số ở trên phép nhân này. Đấy. Như vậy từ cái phép nhân là 2 nhân 3 bằng 6, chúng ta viết được hai phép chia tương ứng. Ta lấy tích chia cho thừa số 2, đúng không? Thì được thừa số là 3. Ta lấy tích là 6 chia cho 3 thì được thừa số còn lại là 2. Như vậy ở đây ta ghi nhớ đó là từ một phép nhân ta viết được thành hai phép chia tương ứng. Bằng cách ta lấy tích chia thừa số này được thừa số kia. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Bài 4, xem tranh rồi nói tiếp, rồi nói phép chia thích hợp. Ý A. Chúng ta nhìn thấy đây là các quả thông, đúng không? Có 10 quả thông. Giờ có hai chú sóc, đúng không? Hai bạn sóc. Có 10 quả thông chia đều cho hai bạn sóc. Mỗi bạn sóc được bao nhiêu quả thông? Chúng ta sẽ làm một phép tính tương ứng. À. 10 quả thông này chia cho hai bạn, đúng không?
Vậy thì ta sẽ có là 10 chia 2. Đấy, ta có 10 chia 2. Vậy 10 chia cho 2 thì bằng bao nhiêu? À, trong bảng chia 2 có rồi đúng không? 10 chia 2 thì bằng 5. Như vậy ta có phép chia tương ứng đó là 10 chia 2 bằng 5. Như vậy mỗi bạn sóc sẽ được 5 quả. Vậy ta điền ở đây là ta có phép chia là 10 chia 2 bằng 5. Chúng ta sẽ làm bài số 5. Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 2. Chúng ta chú ý là một tình huống nhé. Chúng ta sẽ chọn một tình huống. Có nhiều tình huống lắm nhưng chúng ta sẽ chọn một tình huống. Ví dụ như này. À, mẹ có 10 cái kẹo chia cho hai chị em. Vậy mỗi chị em được bao nhiêu cái kẹo? Đấy là bài toán nhé, đúng không? Chúng ta có thể nêu thành câu trả lời luôn nhá. Ở tình huống này chúng ta nêu thành câu trả lời nhé. Ở đây mẹ có 10 cái kẹo chia cho hai chị em, mỗi chị em được 5 cái. Đấy chính là tình huống chúng ta nêu, được chưa? Tiếp theo, hoặc là gì? Có 4 cái bánh xe đạp lắp vào mỗi xe đạp 2 cái bánh. Như vậy sẽ lắp đủ cho 2 xe đạp. Ta sẽ có là 4 chia 2 bằng 2. Hoặc là chúng ta sẽ có tình huống như nào? À, lớp 1A chẳng hạn, đúng không? Lớp 1A có 12 bạn nam xếp thành 2 hàng. Mỗi hàng có 6 bạn. Chính là ta lấy 12 chia 2 bằng 6. Đấy. Còn rất nhiều tình huống khác nữa, chúng ta có thể suy nghĩ thêm. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi video.